Bạn đang nghe chuyện audio Lương Tiên Khó Cầu, tác giả Nguyệt Lạc Tử San. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie, chương 26. Người càng không muốn gặp, lại càng gặp vài lần nữa. Ngày thứ hai, y lại xuất hiện ở Thanh Vân, là vì Linh Nhạc. Kết giới thuật của Linh Nhạc đã dày công tôi luyện thành. Thiên đế vốn định dặn dò thêm y vài việc, y lại chậm chạp ở Thanh Vân không chịu về. Diễn Kỳ không thể không đến bắt. Theo ta về. Diễn Kỳ tức giận không hề che giấu. Cái chừng mắt nhìn Linh Nhạc lại càng thêm lạnh thấu xương. Linh Nhạc cho dù không muốn, đến lúc vẫn phải đi, ngoái đầu nhìn về phía Thiên Âm, làm bộ dáng đáng thương, giống như sắp bị vứt bỏ. Đại sư tỷ, ta phải đi. Ta thực sự phải đi. Thiên Âm giờ khóc giờ cười, cuối cùng nhịn không được dặn dò vài câu. Nhìn thấy sợi tóc của y không biết rơi ra từ lúc nào, nàng đành phải vươn tay. Y lại cao lớn, nàng ta kiễng mũi chân mới với tới đỉnh đầu vén lên cho y. Nhớ rõ, khi thiên kỵ tới phải bình tâm bình tĩnh thì khí mới được. Đừng nóng vội chống đỡ. Sư phụ đã từng nói rồi, thiên kiếp của cửu trọng thiên đơn giản mà nói là duyên phận của mỗi người, không thể cưỡng cầu. Đệ tận lực là được. Nếu... Nàng thu tay lại, lại muốn dặn dò vài câu, lại đột nhiên bị y nắm lấy. Nàng bây giờ mới nhận ra hành động vừa rồi có phần thân thiết quá. Tầm mắt Linh Nhạc như lửa nóng bức người, bàn tay nắm lấy tay nàng hơi trắng bệch, nhưng cũng ấm áp, thân thiết. Miệng y mấp máy vài lần, như có chuyện muốn nói ra, lại nói không nên lời, nghẹn đến đỏ cả mặt. Sư tỷ, còn lề mề cái gì? Diễn Kỳ lạnh giọng, ngắt lời y muốn nói. Linh Nhạc oán thầm mấy câu, lập tức giận quay đầu đáp. Biết rồi! Rồi mới chậm rãi buông tay. Nàng nghĩ y sẽ buông ra, nhưng đột nhiên lòng bàn tay đó lại xoay chuyển, nắm lên năm ngón tay thon dài của nàng, đan vào nhau. Thì thầm bên tai nàng. Ta sẽ trở về rất nhanh, nàng chờ ta. Thiên Âm sửng sốt, tiếng nói đè thấp của y xuyên vào thẳng tới đáy lòng nàng, thật sâu vẫn không thể hồi thần. Y lại nắm tay nàng thật chặt, rồi mới quyến luyến buông ra, đi về phía của Diễn Kỳ, để lại Thiên Âm sững sờ tại chỗ, ngơ ngẩn xuất thần, hồi lâu mới nắm lấy bàn tay bị người nào đó nắm đến đau, xoa nhẹ bên ngực, đến môi bất giác nở nụ cười. Linh Nhạc nhảy lên đụn mây, trên mặt vẫn còn ửng đỏ, trước Diễn Kỳ một bước bay lên giữa không trung. Rồi vẫn không nhịn được ngoái đầu nhìn về phía bóng hình mảnh khảnh trên đỉnh núi. Thấy nàng phất tay với mình, y cười như đóa hoa nở rộ, cũng không giơ tay ra để vẫy nàng, như sợ nàng sẽ thấy. Diễn Kỳ nhíu chặt mày, càng lúc càng sâu, nhìn đệ đệ ở trước mắt như một tên ngốc. Đột nhiên không biết cảm giác trong lòng đó là gì. Những lời hắn nói bên tai Thiên Âm, tuy rằng cố ý nhỏ giọng, nhưng y vẫn nghe được rất rõ ràng. Càng cảm thấy vẻ tươi cười của hai người vô cùng chói mắt, cảm giác như có cái gì đó, giữa lúc y không hề biết, đã bị người ta cướp đi. Y nghĩ, đột nhiên xuất hiện trong lòng của y, khiến cho y hoảng hốt, lập tức độ bay hơi chậm lại. Chẳng lẽ y quan tâm đến người kia? Suy đi nghĩ lại, y vội vàng lập tức phủ nhận cảm giác này. Đối với nàng, cảm giác chán ghét từ lâu đã mãi mãi ở sâu trong lòng không thể nào biến mất. Cho dù nàng ta bây giờ đã thay đổi diện mạo, nhưng Thiên Âm ơi, vẫn là Thiên Âm. Điểm ấy không bao giờ thay đổi. Từ 500 năm trước, nàng đã không phải là cái gì trong lòng y. Một ngày chưa rút ra, nhưng cũng không bao giờ thay đổi được bản chất của nàng. Chỉ là loại cảm xúc phiền muộn này có hơi nào để trút ra, chỉ có thể buồn bực trong lòng. Dĩ nhiên là càng thêm tức giận,
Ngay cả mục đích của chuyến đi, y cũng quên nói với nàng. Thôi, ngày mai lại đi. Trở lại thiên cung một lát, y liền đi tới Kỳ Sơn, nhìn thấy Phượng Minh, sự xốn xao kia mới tạm thời lắng xuống. Phượng Minh cười nhẹ tới đón y, lấy một bình trà đưa tới. Hương trà phảng phất vào mũi, nhẹ nhàng thư thái, giống như người trước mặt. Y khẽ nhấp một ngụm, đáy lòng bình yên. Quả nhiên, chỉ có Phượng Minh mới là người đáng để y thật lòng đối đãi. Còn với Thiên Âm, có lẽ chỉ là áy náy. Ngày đó trong Chu Tiên trận, cho nên mới nghĩ phải bồi thường cho nàng ta. Sao chẳng có thời gian rảnh mà tới Kỳ Sơn? Nghe tiếng của nàng thôi đã thấy thư thái không ít. Thì ta đến để gặp nàng thôi. Ngày mai là thiên kỵ, nàng chuẩn bị như thế rồi. Tay Phượng Minh thoáng dừng lại, tuyệt sắc dùng nhàn hiện ra vẻ sầu khổ, từ từ buông chén trà trong tay. Ta cũng không biết có được hay không. Tuy nói rằng vô ưu vũ húc ta đã múa qua trăm ngàn lần, nhưng ở thiên kỵ hiến vũ cũng là lần đầu tiên, nên ta cũng không dám chắc nữa. Nàng không cần phải lo lắng. Y trấn an nói, giọng điệu đầy tự tin. Từ nhỏ nàng đã giỏi múa, Uy Tư Vô Ưu Thiên Âm là điệu múa khó nhất thế gian. Nhưng đối với nàng cũng không có gì đáng kể, ngược lại là đạo thiên lôi. Cửu trọng thiên lôi rất mãnh liệt, tuy đạo thứ nhất thiên lôi kém những đợt sau hơn 10 phần, Vô Ưu Khúc tuy là vũ điệu đẹp nhất tam giới, nhưng cũng cực kỳ hao tốn tiên lực. Vẫn biết Phượng Minh tu vi không tầm thường, nếu tiên lực tiêu hao, ai mà biết có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mà là chuyện ngoài ý muốn này, y cực kỳ không muốn nhìn thấy. Trừ phi... Nàng cứ yên tâm, ta sẽ tìm được biện pháp, bảo đảm là thiên kỵ tới sẽ không có gì sơ suất. Xem ra, chuyến đi ngày mai không thể không đi. Thật sao? Phượng Minh vui vẻ, nắm lấy tay y, liên tục xác nhận lại. Rốt cuộc là cách gì? Tất nhiên là thật. Diễn Kỳ gật đầu, nhìn hai tay giao nhau. Không biết vì sao, trong đầu lại hiện lên hình ảnh 10 ngón tay đan vào nhau của Thiên Âm và Linh Nhạc. Mi tâm hơi nhíu, cảm giác phiền muộn kia hình như lại trở lại quay về. Vì thế không muốn nghĩ thêm, lật tay nắm lại tay của Phượng Minh. Y khẽ cười nói. Đến lúc đó nàng sẽ biết, cứ tin tưởng ta. Phượng Minh sửng sốt, nhìn vẻ mặt kiên định của y, trên mặt xuất hiện nét đỏ ửng, ngượng ngùng cúi đầu, ngại ngùng lại gọi. Diễn Kỳ ca ca. Trong lòng Diễn Kỳ mềm nhũn, tâm tình không hiểu sao đã tốt lên. Y ôm nàng vào ngực. Có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Tất nhiên là nhớ. Giống như nhớ tới chuyện gì buồn cười, nàng khẽ cười một tiếng. Lúc ấy, nàng vừa mới học thành Vô Ưu Khúc không lâu, vừa vặn lúc Viêm Hoàng Giáng Sinh, phụ quân đã vui vẻ bày yến hội, đúng lúc gặp Diễn Kỳ vô ý xâm nhập vào viện của nàng. Áo trắng như tuyết, người thiếu niên không nhiễm hạt bụi nào. Gần trong cái nhìn đầu tiên, nàng đã bị lạc trong đôi mắt trong trẻo của y. Nhưng câu đầu tiên y lại nói là: cô chính là Thiện Vũ Kỳ Sơn Phượng Minh, có thể múa cho một điệu vì ta chứ? Nhớ tới yêu cầu kia, nàng không khỏi bật cười thành tiếng. Lúc ấy chàng đúng là dọa ta. Lần đầu tiên nhìn thấy có mình mới gặp lần đầu lại yêu cầu đối phương khiêu vũ. Diễn Kỳ cũng hồi tưởng lại năm tháng ấy, vẻ mặt luôn luôn lãnh đạm rồi nhu hòa hơn trước, nói: thực ra cũng không tính là đột ngột, lúc trước ta đã từng nhìn nàng múa, vẫn nhớ mãi không quên, cho nên mới đưa ra yêu cầu đó. Phượng Minh nghi hoặc nói: nhưng mà trước đó chúng ta chưa bao giờ gặp nhau. Đương nhiên là nàng không nhớ rồi. Khi đó nàng vẫn chỉ là một đứa bé trăm tuổi,
ta đã nhìn nàng từ phía xa. Lúc ấy, ta cũng chỉ là một tiểu hài tử. Lúc đó, hắn lặng lẽ theo chân của phụ quân đến tiên hội, vô tình nhìn đến nàng trong một căn phòng trống nhảy múa. Thì ra là vậy, khó trách y luôn lãnh đạm, có lễ với mọi người, chỉ có riêng nàng thì khác, luôn luôn che chở. Thì ra, từ khi còn bé, y đã có hảo cảm với mình. Nhưng ta không hề nhớ chuyện này, rốt cuộc đó là khi nào? Ý cười trên mặt y càng sâu. À, đó là 900 năm trước, tại giao trì tiền hội trong một căn phòng nhỏ, nàng đã múa vô ưu vũ. Vạn hoa đua nở, trầm điểu cũng theo nàng đón gió múa bay. Hình ảnh kia bây giờ ta vẫn còn nhớ rõ. 900 năm. Phượng Minh trầm tư hồi lâu, vẻ mặt ngẩn ngơ một lát, giống như không cách nào nhớ được, một lúc vẫn chưa thể hoàn hồn. Nghĩ không sao cũng không sao mà. Diễn Kỳ vỗ về sợi tóc trên vai, nhớ đến chuyện năm đó, nét mặt càng thêm mềm mại. Đó là lần đầu tiên y gặp một người có thể nhảy múa nhuần nhuyễn đến vậy, khuấy động lòng người, khiến cho y vô cùng kinh ngạc. Một khắc kia, hình bóng đó đã khắc sâu tận trong lòng. Y đi hỏi thăm khắp nơi, những người nhảy múa đó trong căn phòng là ai. Sau này mới biết được, cô bé tham gia tiền hội lần đó chỉ có Phượng Minh. Nhưng cũng chỉ vì bị sự si mê này mới gây cho nàng kiếp nạn, thiếu chút nữa đã hương tiêu ngọc vẫn. Đột nhiên y nghĩ tới điều gì, y nâng nàng dậy, vẻ mặt nghiêm túc nói. Phượng Minh, sau thiên kỵ lần này chúng ta thành thân được không? Nhiều năm như vậy, thân thể nàng vẫn không tốt, bởi vậy y không đề cập đến chuyện này, nay đã không còn cản trở nào nữa. Phượng Minh sửng sốt, lập tức đỏ mặt, gật gật đầu, nhẹ giọng lên tiếng. À, được. Nghe được câu trả lời, Diễn Kỳ nhẹ nhàng thở ra, đáy lòng vui sướng nhưng lại không có cảm giác kịch liệt như dự đoán. Đột nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh của Thiên Âm mỏng manh trước gió, y khiếp đảm, vội vàng định thần. Nhíu chặt mày, tại sao y cứ nhớ tới người kia? Hay là vì bây giờ tuy nàng ta thoạt nhìn vô hại, nanh vuốt không còn, nhưng cũng không thể chứng minh nàng không còn uy hiếp. Xem ra, thật sự y phải đi một chuyến, dù là vì những gì lo lắng chưa phát sinh, hay là vì Phượng Minh. Hết chương 26, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Lương Tiên Khó Cầu, tác giả Nguyệt Lạc Tử San. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Chương 27. Liên tục 3 ngày đều nhìn thấy Diễn Kỳ, Thiên Âm không thể không nghi ngờ đó có phải là thần khí trong tay mình đã xảy ra vấn đề gì không, cho nên có cảm giác sai lệch, rồi hoa mắt. Chờ đến khi cảm nhận được người đứng trước mắt, quanh thân tiên khí lượn lờ thấu xương, còn cả Lục Thủy bên cạnh không ngừng lẩm bẩm vài câu, sao lại là y? Nàng mới xác nhận là mình không hoa mắt. Cầm lấy miếng ngọc trên bàn, che chắn tiên khí đang tỏa ra quanh thân y, lúc này nàng mới cúi người hành lễ. Diễn Kỳ gật gật đầu, phất tay cho nàng đứng dậy, xoay người ngồi xuống vị trí chủ vị, một lúc lâu sau cũng không nói mục đích chuyến đi lần này. Không biết hôm nay Thái tử Điện Hạ giá lâm là vì có chuyện gì? Y không nói, không có nghĩa là nàng không hỏi. Hôm nay chính là ngày thiên kỵ, thân là Thái tử thiên giới, đáng lẽ y phải ở thiên kỵ trên thiên đài, tại sao lại chạy đến Thanh Vân Sơn của nàng? Diễn Kỳ khẽ chau mày, nhìn người đang ngồi quỳ cổ ở trước mắt, tầm mắt chuyển qua xích cơ nàng nắm trong tay, do dự một lúc mới lạnh lùng nói. Cô, theo ta đi tới kỵ thiên đài một chuyến. Thiên Âm sửng sốt, đang định nói lại bị Lục Thủy bên người giành trước. Thái tử, không được,
Kỵ Thiên Đài là nơi trực tiếp tiếp nhận Cửu Trọng Thiên Lôi. Thân thể của tôn chủ nhà ta đã suy nhược, huống hồ thương thế lần này vẫn còn chưa khỏe, sợ không chịu được uy lực của Thiên Lôi. Diễn Kỳ bất ngờ tức giận, trong giọng nói không cho phép người khác cự tuyệt. Chẳng lẽ ta đường đường là thái tử thiên giới cũng không bảo vệ được nàng ta chắc? Nhưng tiên khí kia... Lục Thủy còn định nói tiếp thì bị Diễn Kỳ vứt tay ngăn cản. Ta sẽ bày kết giới, nàng ta sẽ không bị tiên khí tổn thương. Nói xong, y nhìn về phía nàng ta nói. Thiên kỵ đã sắp bắt đầu. Trên đường đi ta sẽ nói rõ với cô. Đi thôi. Thiên Âm há hốc miệng, đột nhiên dưới chân rung chuyển. Bên tai là tiếng la hét lo lắng của Lục Thủy. Hóa ra nàng đã bị Diễn Kỳ đưa bay lên. Y cưỡi mây với gió tốc độ cực nhanh. Bên tai là tiếng gió gào thét. Tiên khí đâm vào người nàng đến phát đau. Diễn Kỳ lờ đãng ngoái đầu lại, mới phát hiện thân mình nàng đang run rẩy, đôi môi đông cứng tới tím bầm. Lúc này y mới nhớ ra, bây giờ nàng chỉ là phàm nhân, không thể chịu nổi giá rét. Đầu mày bất giác nhíu chặt, tay bày ra kết giới, ngăn cách tiên khí và cuồng phong bên ngoài. Cô không biết được mở miệng sao? Y nén giận. Thiên Âm ngẩn ngơ, hồi lâu mới hiểu người này nói gì, đang định giải thích, nhưng lời đến miệng lại đổi thành một câu. À, đa tạ thái tử. Trước kia, dù nàng cầu xin như thế nào, trước mặt y đều không có tác dụng. Lâu rồi, nàng cũng không còn cảm giác như vậy nữa. Cô... Y nghẹn lời, một ngọn lửa không lên từ trong đáy lòng, càng thiêu càng mạnh, cực kỳ chán ghét bốn chữ này. Nhưng hết lần này đến lần khác, nàng lại cố tình nói với y nhiều nhất. Thôi, coi như là ta nhiều chuyện. Thiên Âm không đáp lời, tự nhiên biết nói nhiều sai nhiều. Dù trong mắt y, nàng luôn khiến cho người ta chán ghét. Trầm ngâm hồi lâu, nhìn thấy cây quạt trong tay nàng, y đành phải mở miệng. Cô có biết lần này Vô Ưu Thiên Âm là do Phượng Minh chủ trì? Thiên Âm gật đầu, không hiểu tại sao đột nhiên lại nói đến chuyện này. Diễn Kỳ nhíu chặt mày. Chỉ có Vô Ưu Thiên Âm mới có thể dẫn hạ Cửu Trọng Thiên Lôi. Thiên kỵ trước kia đều là do Duyễn Đức Thiên Quân chủ trì. Thiên Âm lặng người đi, là sư phụ. Vô Ưu địch trong tay hắn là thượng cổ thần khí phụ trợ với Vô Ưu Khúc, cho nên có thể dễ dàng chống đỡ đạo Thiên Lôi đầu tiên. Nhưng mà Phượng Minh... Y không nói hết, nhưng ý tứ đó lại không cần nói nàng cũng hiểu. Thiên Âm bất giác run người. Ý của thái tử là thượng thần cổ khí có thể chống đỡ Thiên Lôi, như vậy xích cơ trong tay ta cũng có thể. Bởi vậy đưa ta đến Kỵ Thiên Đài, mượn lực của xích cơ bảo hộ Phượng Minh chu toàn, có đúng không? Thì ra y là vì Phượng Minh mà đến. Cũng khó trách, trừ nàng ta, còn ai có thể khiến y để tâm đến vậy? Huống chi, nàng còn nợ nàng ta một nhân tình. Diễn Kỳ không trả lời, coi như thừa nhận. Nhưng, xích cờ là thần khí nhận chủ. Đáng tiếc bây giờ, ta chỉ là người phàm, không có tiên lực. Làm sao có thể thúc động thần khí? Diễn Kỳ nhướng mày, đáy mắt hiện rõ tức giận. Đừng cho là ta không biết, xích cơ chính là bản mạng pháp khí của cô, kết hợp với nguyên thần, còn cần gì đến dùng tiên lực để thúc động? Nguyên thần... Thiên Âm kinh hoàng, định giải thích. À, không được, ta... Y chào phúng. Cô đừng có nói với ta, cô đã không có tiên lực, ngay cả nguyên thần cũng không có. Nhưng... Lần trước bởi vì chu tiên trận phản hệ, nguyên thần của nàng đã bị hao tổn. Tỳ Dược nói rằng nếu cố tình thúc động, chỉ sợ... Không có nhưng! Y cao giọng ngắt lời. Đừng quên, đây là cô nữ Phượng Minh. Thiên Âm giật mình, đáy lòng nhói đau. Thì ra y không phải đến đòi nhân tình, mà là đòi nợ sao? Buồn cười thay, người như y mà phải đến đòi nợ người khác.
nhìn vẻ mặt đó không cho phép bị từ chối. Nàng như rơi xuống hầm băng, rét lạnh thâm nhập vào tận tứ chi xương tủy. Chỉ là thúc động nguyên thần, cũng không phải là muốn mạng của cô. Lời nói khẳng định bên tai, lạnh nhạt. Nàng mới hiểu ra, thì ra y không hề biết chuyện nguyên thần của nàng đã bị hao tổn. Thì ra, ngày đó tới phá trận, bát phương tình tú đều biết, chỉ cần nàng động nguyên thần sẽ khiến thần hình câu diệt, y lại không hề hỏi Tử Tư Dược một câu. Mà cũng đúng thôi, chuyện của nàng, y sẽ chẳng bao giờ muốn tiêu phí, dù chỉ là một tâm tư. Thế sao mà tới nay, nàng vẫn cứ đau lòng như thế? Nàng rất muốn cười, nhưng lại bị vị cay đắng chặn họng, khóe miệng cũng không nhếch lên nổi. Nàng lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt y, chỉ muốn tìm một chút do dự trên vẻ mặt ấy, nhưng lại chỉ nhìn thấy sự không kiên nhẫn. Sắc mặt càng lúc càng đen tối. Tay nàng bất giác run run, một lúc lâu sau mới tìm lại được tiếng nói. Ta không muốn đi Thiên Kỵ Đài. Cô vẫn lo lắng ta không bảo vệ được cho cô sao? Đôi mày y càng nhíu chặt, chất chứa đầy tức giận. Thấy nàng vẫn cúi đầu như cũ mới nói. Thôi đi. Tốc độ phi hành đột nhiên chậm lại. Diễn Kỳ bay về một tòa tiên sơn lơ lửng giữa không trung ở phía trước không xa. Sau khi hạ xuống, y chỉ một khối đá trên núi nói. Nếu cô không an tâm thì cứ đợi ở đây trước. Đừng có rước phiền phức cho ta. Y phất tay áo bày ra kết giới chống đỡ tiên khí, trầm giọng nói. Cô đưa xích cơ cho ta cũng được. Tuy Phượng Minh không thể thúc động nó, nhưng chỉ muốn dùng nó cổ vũ Vô Ưu Khúc thôi. Có thể chống đỡ được cửu trọng thiên lôi. Thiên Âm mở to hai mắt, tay nắm lấy xích cơ đang thêm run rẩy dữ dội, đáy lòng càng lúc càng lạnh. Thật lâu sau, nàng mới lên tiếng, giống như phải dùng hết toàn bộ khí lực mới có thể nói ra. Diễn Kỳ, người có biết xích cơ với ta mà nói là gì không? Giọng điệu thê lương đó khiến Diễn Kỳ ngây ngốc. Ta biết, đó là ánh mắt của cô. Bây giờ cô chỉ có thể dựa vào xích cơ để nhìn thấy. Nhưng Thiên Kỳ cũng chỉ mất một ngày. Sau khi kết thúc thì ta sẽ trả lại cho cô. Thì ra y đã biết. Nàng cười khổ ra tiếng, tay nắm chặt cây quạt khiến nó phát ra tiếng kêu. Đột nhiên nàng ngẩng đầu nhìn người trước mắt, muốn cố gắng nhìn thấy bộ dáng của y, gần từng chữ một. Diễn Kỳ, xích cơ không chỉ là đơn giản là đôi mắt của ta, nó là mạng của ta. Người có tin không? Thiên Âm, cô đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước. Diễn Kỳ tức giận, trong giọng nói đầy ý cảnh cáo. À, quả nhiên là không tin. Đúng, y chưa từng tin nàng. Ngay cả khi năm đó Phượng Minh tiên tử bị thương, nàng cầu xin y rằng không phải là nàng ra tay, nhưng y lại không hề tin tưởng. Những hình ảnh chớp nhoáng trước mắt nàng, một chiêu cấm pháp, phản hồn thuật kéo Phượng Minh cũng đẩy nàng vào huyệt lộ. Hôm nay chỉ bằng một câu nói của nàng, làm sao y tin? Thiên Âm không đáp lời nữa, cơ thể càng lúc càng run rẩy, nắm cây quạt trong tay thật chặt. Lạnh quá, như thể mọi thứ ấm áp đều biến mất rồi. Nàng không tự chủ được ngã ngồi xuống, làm thế nào cũng không đứng dậy nổi. Đột nhiên bầu trời phát ra tiếng vang thiên cổ, đó là tín hiệu bắt đầu thiên kỵ. Diễn Kỳ không thể kiên nhẫn chờ đợi được nữa, y làm phép. Cho dù Thiên Âm nắm chặt đến mức lòng bàn tay cũng đau xót, xích cờ vẫn thoát khỏi nàng, bay về phía của Diễn Kỳ. Dọc cây quạt đều là vết máu, nó giống như chủ nhân của nó, không hề nguyện ý buông tay. Đầu mày của Diễn Kỳ ẩn chứa vẻ bế tắc, nhìn vết máu trên cây quạt, tức giận trong lồng ngực lại bốc lên, thấy Thiên Âm ngồi ngơ ngác trên mặt đất, không hề lao đến hỏi lại. Lúc này y mới xoay người, để lại một câu. Không biết tốt xấu. Vừa cuốn mây cưỡi đi, rồi như nghĩ đến điều gì, xoay người lạnh lùng nói. Tốt nhất
cô hãy cách xa Linh Nhạc một chút. Nói xong rồi bay đi. Hết chương 27, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Lương Tiên Khó Cầu, tác giả Nguyệt Lạc Tử San. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie, chương 28. Chỉ còn lại bóng hình đờ đẫn trên mặt đất. Bỗng nhiên một màn đêm đen tối vây úp tới, xung quanh lạnh đến tận xương. Linh khí trong tay bị lấy mất, tạo thành một vết cắt bỏng rát. Đáy lòng đau đớn đè nén đã lâu, giờ lại như cỏ dại lan tràn. Nàng không dám động, cơ thể cứng ngắc chống đỡ, lại không có chút tác dụng nào. Bên tai đột nhiên vang lên tiếng lời của Ti Dược. Xích cơ tuy là thần khí, nhưng cũng là pháp khí bản mạng của cô. Nguyên thần của cô đã bị hao tổn, vừa may gặp được bản mạng pháp khí có bổ ổn cho nguyên thần của cô, cho nên quạt mất thì người vong. Nàng không biết Ti Dược nói quạt mất người vong nghiêm trọng đến mức nào, cũng không biết mình có thể chống đỡ được bao lâu, chỉ cố gắng dùng sức chống cự. Như thể làm thế sẽ giảm chút nào lạnh lẽo bên ngoài. Diễn Kỳ có lẽ rất giận nàng, cho nên ngay cả kết giới thuật để lại cũng chống đỡ không được bao lâu đã tự động hóa giải. Tiên khí lại đâm vào tận xương. Loại cảm giác này nàng vốn đã không còn xa lạ. Nàng lại nghĩ, trong mắt y, mình có thể đáng ghét đến mức độ nào? Đột nhiên nàng nhớ lại 500 năm trước, ngày đó y tới tìm nàng. Trong lòng tràn đầy vui mừng mở cửa đón y, lại nhận được một kiếm đâm vào ngực. Nàng chưa kịp hỏi rõ nguyên nhân, đã bị y buông ra những lời tê tâm liệt phế. Y ôm Phượng Minh một thân đầy máu, hỏi nàng, vì sao phải làm thế với nàng ấy? Tại sao lại muốn hạ thủ với Phượng Minh? Tại sao muốn giết nàng ta? Nàng cố ý hết sức lắc đầu giải thích. Không phải, nàng chưa từng làm. Nàng hận Phượng Minh, nhưng chưa bao giờ muốn mạng của nàng ta. Nàng thậm chí quỳ trên mặt đã thất đất thề. Nước mắt theo máu trên ngực cũng màu màu chảy xuống đất. Chỉ mong y tin nàng mà thôi. Nhưng y vẫn không tin. Y nắm chặt kiếm trong tay, hận đỏ đến hai mắt. Cây kiếm uy lực đâm thẳng đến ngực nàng. Nếu không phải là Viêm Kỳ ngăn cản, nàng đã không cần chờ đến Chu Tiên Đài đã chết ở đó rồi. Có lẽ lúc ấy nàng nên sớm nhận ra sự thật. Thế nhưng nàng vẫn không hiểu, chỉ khóc cầu xin y tin nàng, cố chấp cho rằng trong thiên hạ này không có hiểu lầm nào không giải thích được. Diễn Kỳ ca ca của nàng nhất định sẽ hiểu nàng thôi. Nhưng ngay cả một cơ hội y cũng không cho. Không giết được nàng, nhưng y giết được chính mình. Dùng phản hồn thuật phệ hồn đoạt phách, nàng trơ mắt nhìn y chết trước mặt mình. Từ trước tới nay y luôn trả thù trực tiếp như thế. Thế nhưng nàng lại không thể tàn nhẫn như y. Y dám đoạt lại Phượng Minh trở về từ tay tử thần, nàng cũng dám đoạt lại y từ đó. Đoạt bảo yêu giới, cướp Chu Tiên Đài, nàng không hề có chút nào sợ hãi. Cho dù trên ngực vẫn còn vết thương xuyên tim đó, nàng cũng cho rằng chỉ cần y tỉnh lại, hết thảy mọi chuyện đều sẽ tốt thôi. Chỉ cần y tỉnh, nhất định sẽ hiểu rõ nàng, sẽ tin tưởng nàng. Cho nên lúc ở nhân gian, từng kiếp, nàng đã cắn răng chờ đợi, chịu đựng đời đời khổ nạn. Chờ hiểu lầm của ngày đó được hóa giải, y sẽ tới đón nàng. Nàng thậm chí còn tưởng, có phải là ở phàm gian người quá đông, y tìm không ra. Qua vài kiếp, nàng luôn cố gắng kết thúc sớm tình trạng của mình, đứng chờ bên bờ vong xuyên. Chưa bao giờ nghĩ tới, y căn bản chưa từng tin tưởng nàng, một lần cũng chưa. Một gợn cũng chưa. Đau đớn chết người như chết lặng. Nàng không xác định được những đau đớn càng lúc càng sâu này, hay hít thở càng ngày càng khó khăn, có phải là do ảnh hưởng của thiên kỵ không? Xung quanh đột nhiên lạnh thấu xương, lạnh đến mức nàng không cảm giác nổi. Trái tim của mình đã đông thành băng chưa?
nàng cố gắng đứng thẳng người, không để cho mình ngã xuống. Ở phàm gian luân hồi nhiều kiếp, các loại khổ nạn nàng đã đều nếm qua, cho nên nàng luôn tự nói với bản thân, đây là lặp lại. Không có việc gì, không có việc gì nàng có thể chịu được. Trong đầu hiện lên khuôn mặt của tiểu sư đệ Linh Nhạc, tươi cười sán lạn như vậy, nụ cười không chứa chút tạp chất nào, cứ như vậy xuyên thẳng vào đáy lòng nàng. Đột nhiên nàng muốn khóc thật to, một chút ấm áp đó thôi, nàng cũng muốn có, rất muốn đến gần. Sau này không biết còn có cơ hội hay không. Đau đớn đến trên người dần dần trở nên không còn cảm giác, giống như nàng không còn cảm giác được sự chảy trôi của thời gian. Tối tăm trước mắt, cực kỳ giống với bầu trời minh giới hoàng tuyền. Nàng tưởng rằng mình đã chết, chỉ còn thiếu một tay quỷ hồn cầm lồng đèn dẫn đường nữa thôi. Nàng nghĩ, có lẽ có thể bỏ qua cũng tốt, nhiều lắm thì cũng chỉ là lại đi qua cầu Nại Hà lần nữa. Nhưng nàng sợ, kiếp sau liệu có thể có vận may như thế nữa không? Có thể trở lại thiên giới, không còn là chịu những khổ nạn kia. Giống như đời đời kiếp kiếp luân hồi, có phải không ai còn nhớ tới nàng, không còn một ai? Nàng chỉ có sư phụ, một mình sư phụ. Bây giờ thì đã chẳng còn ai tin nàng nữa rồi, không còn một ai. Hết chương 28, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Lương Tiên Khó Cầu, tác giả Nguyệt Lạc Tử San. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Chương 29. Thiên Âm! Thiên Âm! Tiếng nói run rẩy vang lên, hoảng hốt. Là ai? Ai có thể gọi nàng bằng giọng điệu này? Lúc này còn có ai nhớ tới nàng? Thanh Sơn, Lục Thủy, không thể biết nàng ở đây, mà Bạch Vũ ca ca lại càng không thể. Là ai đến cứu nàng? Ai có thể cứu con người chỉ còn hai bàn tay trắng? Duy nhất chỉ có sư phụ. Âm thanh bên tai phút chốc lại biến mất. Có thứ gì đó được nhét vào tay nàng. Linh khí nhẹ nhàng hiện lên. Nàng cảm nhận được đáy lòng có thứ gì đó không ngừng phá thể chui ra, lại được xoa dịu xuống. Trong tay là xích cơ. Thiền kỵ đã kết thúc rồi sao? Trong thế giới tối đen, có ánh sáng mập mờ. Sư phụ! Sư phụ! Nàng hốt hoảng muốn chứng thực suy đoán của mình, vươn tay tìm kiếm. Người kia trước mắt không nhìn rõ, nhưng chắc chắn không phải là sư phụ rồi. Thanh lãnh như sen của nàng. Đại sư tỷ! Linh Nhạc! Là Linh Nhạc. Đúng rồi, nàng còn có một sư đệ, người duy nhất đối xử tốt với nàng. Thì ra, sư phụ không còn, thế gian này sẽ vẫn còn một người sẽ tìm nàng. Thỏa mãn dâng tràn, tự nhiên nàng lại cảm động muốn khóc, khóe miệng kéo lên một nụ cười tươi, rực rỡ. Đệ đã đến rồi. Thật là tốt, cuối cùng vẫn có người nhớ tới nàng, vẫn có một người. Thiên Âm à, đại sư tỷ. Linh Nhạc cuống quýt lau đi những vết máu kinh người kia, ngay khi nhìn thấy người toàn thân là máu bên hòn đá. Vẫn là ngồi thẳng tắp, giống như Thiên Âm vạn kiếp bất phục của trước kia. Linh Nhạc quả thực không tin được hai mắt mình. Bàn tay không ngừng run rẩy, một thứ sợ hãi chưa bao giờ có. Như chỉ cần trong nháy mắt, người đó sẽ biến mất trước mắt y. Nàng lại chỉ cười, như muốn an ủi. Khóe miệng lại vẫn không ngừng chảy máu, khiến hai mắt y bỏng rát. Y đột nhiên rất hận. Hận mình tại sao không sớm phát hiện thấy xích cơ trong tay của Phượng Minh? Vì sao không sớm đoạt lại một chút? Tại sao không sớm đi tìm nàng một chút? Nàng sẽ không bị thương nặng đến thế này. Đại sư tỷ, ta đưa tỷ tới nơi của Ti Dược. Tỷ đừng lo lắng, không có chuyện gì đâu. Y bối rối an ủi, luống cuống. Trong giọng nói có chút run rẩy,
nhưng ngay cả mình cũng không tin. Nàng muốn cười một nụ cười trấn an, nhưng khóe miệng chỉ giật giật nhẹ. Nàng muốn nói với y, nàng không sao, nhưng không thể phát ra được âm thanh nào nữa. Linh Nhạc bị nụ cười nhợt nhạt kia đâm vào tim, đau đớn, áy náy, như muốn nghiền nát y. Vội nhận trong ôm lấy trên mặt đất, chỉ sợ khiến nàng thương thêm. Ta sẽ dẫn nàng đi chữa thương. Không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu. Hết chương 29, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Lương Tiên Khó Cầu, tác giả Nguyệt Lạc Tử San. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Chương 30. Linh Nhạc, giữa thiên kỵ, sao đệ lại dám ra tay cướp xích cơ? Giọng nói của Diễn Kỳ vang lên. Đệ can quấy đủ. Lời nói còn chưa dứt, y đã bị thân ảnh trong tay của Linh Nhạc làm cho kinh hoàng, giật mình đứng yên tại chỗ. Nàng, không thể nào. Có cái gì không thể nào? Linh Nhạc cười lạnh, lửa giận trong mắt muốn thiêu cháy. Đây không phải là một tay đại ca đã tạo thành sao? Sao có thể như vậy? Không phải là nàng ta chỉ là không nhìn thấy thôi sao? Sao lại bị thương thành như thế này? Y thậm chí còn không cảm nhận được nguyên thần của nàng. Toàn bộ thiên giới đều biết, chú tiên trận lần trước, nàng thương tổn tới nguyên thần. Chẳng lẽ đại ca không biết à? Diễn Kỳ trợn trừng hai mắt, thương tổn tới nguyên thần. Như vậy, xích cơ. Tuy rằng trước mắt chính là đại ca mình kính yêu, nhưng Linh Nhạc không có cách nào kìm nén được cơn tức giận, gằn từng chữ một. Thứ người lấy đi, không phải chỉ là thần khí, mà là sinh mệnh của nàng. Y đờ đẫn, dưới chân không tự chủ được lùi một bước. Đáy lòng như bị va phải tảng đá, hoảng loạn, đột nhiên nhớ tới lời của nàng lúc đó. Nếu như ta nói, xích cơ là sinh mệnh của ta, người vẫn muốn sao? Hóa ra, khi đó không phải nàng đe dọa, xích cơ thực sự là mạng của nàng. Mà y đã không chần chừ cướp đi. Linh Nhạc một khắc cũng không muốn ở lại, đi lướt nhanh qua y, cưỡi mây bay thẳng tới Tỳ Dược Phủ. Đại sư tỷ, sắp tới rồi, không có việc gì, không sao. Toàn thân y run rẩy, nhìn khóe miệng của Thiên Âm không ngừng phun máu. Y lệnh cho mình phải chấn định, phải bình tĩnh, thế nhưng không thể nào ngăn cản được nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng. Hết lần này đến lần khác, y dùng tất cả tiên thuật, nhưng không cách nào khiến máu nàng ngừng chảy. Đừng dùng. Thiên Âm thì thào lên tiếng, thương thế đã vào nguyên thần không cách nào trị khỏi. Nàng sợ sẽ hồn phi phách tán. Sẽ không! Linh Nhạc lớn tiếng phản bác, cánh tay ôm lấy nàng càng chặt, bay nhanh thêm, giống như đánh một canh bạc sinh tử. Ta đã đồng ý với sư phụ phải chăm sóc nàng, nàng không thể để ta nuốt lời được. Có được không? Có giọt nước mắt rơi trên mặt nàng, nóng rực. Nàng ngẩng đầu, nhìn hốc mắt của y, không biết từ lúc nào đã đầy hơi nước. Nàng cố gắng cười thật tươi, muốn cho y biết không việc gì. Ngược lại, nàng có thể sớm gặp sư phụ, nàng sẽ nói cho người biết nàng có một sư đệ rất tốt, y đối với nàng rất tốt. Nàng tích góp từng chút một chút khí lực toàn thân, lời nói tới miệng lại chỉ ghép thành hai chữ: cảm tạ. Cảm ơn đệ đệ đã đi tìm ta, cảm ơn đệ đệ đã che chở cho ta, cảm ơn đệ đệ đã cho ta chút hơi ấm duy nhất trong 500 năm qua. Để nàng hiểu được khổ nạn của nhân thế, đều đáng giá. Đáng tiếc, nàng không có thời gian báo đáp y. Nàng đã thường thề rằng, nếu như còn có người có thể thật tình đối xử tốt với nàng, nàng sẽ dốc hết tất cả đối tốt với hắn. Nhưng cuối cùng vẫn không còn cơ hội nữa rồi. Nàng cố gắng mở to hai mắt, muốn nhìn thiên giới này một lần cuối, lại nghe được tiếng nổ kinh thiên
và bầu trời sáng mờ vạn trượng. Nàng biết đó là âm hưởng của đạo thiên lôi cuối cùng. Thiên kỵ đã kết thúc. Trước giờ chưa từng có đạo thiên lôi thứ 81, lần thiên kỵ này lại đánh xuống. Đột nhiên nàng nghĩ cũng may mắn khi cho mượn xích cơ. Thiên kỵ như vậy, coi như nàng cũng có một phần công sức. Nàng không khỏi nhếch miệng, xung quanh trước mắt trở nên hỗn độn. Xích cơ trong tay phát ra tiếng ong ong than khóc. Nàng lại chỉ nghe thấy mơ hồ. Kể cả tiếng kêu gào tê tâm liệt phế của Linh Nhạc lại xa như tận chân trời. Đừng ngủ, van nàng. Ta đã chờ nàng 1000 năm rồi, đừng ngủ được không? Cầu xin nàng. Hết chương 30. Nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe truyện audio Lương Tiên Khó Cầu, tác giả Nguyệt Lạc Tử San. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, kênh MC Annie. Chương 31. Lúc thiên âm tỉnh lại, xích cơ đang nằm trong lòng bàn tay nàng khẽ kêu. Nàng cảm nhận được linh thức, khi đó mới nhìn thấy được vẻ mặt của Lục Thủy. Chắc nàng ấy đã khóc rất lâu cho nên giọng cũng đã khàn hẳn đi, chỉ còn tiếng nức nở khe khẽ. Thiên âm theo bản năng, nâng nhẹ cánh tay. Lúc này Lục Thủy mới phát hiện ra nàng tỉnh lại. Ngẩn ngơ, đôi mắt khó lắm mới kìm được không rơi lệ, giờ lại ngập nước. Cuối cùng không nhịn nổi mà lao tới ôm nàng, gào khóc. Tôn chủ, người cuối cùng cũng tỉnh lại. Nàng bất ngờ bị ôm lấy, cơ thể hơi đau đớn, khi đó mới được xác nhận mình vẫn còn tồn tại. Vỗ vỗ lưng Lục Thủy trấn an, nàng cũng tò tò không hiểu nổi. Lúc đó rõ ràng là nguyên thần của mình đã sắp sửa tan biến, không hiểu mọi người dùng biện pháp gì mà lại cứu sống được. Lục Thủy, tôn chủ vừa mới tỉnh lại, để cho nàng ấy nghỉ ngơi một chút đi. Thanh Sơn lên tiếng đúng lúc, Lục Thủy mới tỉnh táo lại, nức nở buông thiên âm ra vui vẻ nói. Em chỉ mừng quá mà thôi. Lúc ấy tôn chủ bị thương thành ra như vậy, em còn nghĩ... thật là tốt, cuối cùng ngài cũng đã tỉnh lại rồi. Nhưng làm sao ta có thể tỉnh lại được? Nàng biết mình chỉ là người phàm, nguyên thần bị hủy rồi, thì ngay cả đến việc có thể giữ gìn được không, hay là hồn phi phách tán, đã là vô tình may mắn lắm rồi, chứ đừng nói tới việc sống sót. Thế nhưng hiện giờ nàng vẫn yên ổn nằm nơi này, thực sự là khó hiểu. Là nhờ có hướng sinh liên, thiên hậu nương nương đã dùng hướng sinh liên mới có thể cứu sống được tôn chủ. Lục Thủy lau lau nước mắt trên mặt, thần sắc vừa mừng vừa sợ, cuối cùng cũng bình tĩnh lại giải thích. Lúc đó, nguyên thần của tôn chủ sắp sửa tàn hết, bà hồn bảy vía cũng đã bắt đầu tàn biến. Nhị hoàng tử dùng tất cả các phương pháp cũng không thể nào giữ lại được hồn phách của người. Lục Thủy càng nói càng thương tâm, nước mắt lại cứ trực trào chảy ra, hít sâu một hơi mới kìm lại được. May mà, hướng sinh liền đó là quả không hổ danh là Long tộc chí bảo, có thể ngừng thần tụ phách. Lúc ấy, tính mệnh của tôn chủ vô cùng nguy kịch. Thiên hậu nương nương cuống quá, không còn cách nào khác phải dùng tới thứ bảo bối duy nhất cho tôn chủ nuốt vào. Lúc này mới... Gì ta? Bà ấy đã dùng hướng sinh liên. Nàng vừa nói, ánh mắt liền nhìn xuống. Quả nhiên là có đóa hồng liên đỏ rực giữa ngực mình. Vâng, là nương nương. Lục Thủy vui vẻ gật đầu, nức nở. Lúc đó... Nhị hoàng tử ôm tôn chủ lao thẳng tới tỷ dược phủ nhưng cũng không có biện pháp nào cứu được ngài. Cuối cùng phải để thiên hậu nương nương ra tay. Quả nhiên, nương nương vẫn rất thương tôn chủ. Thiên âm im lặng không nói. Lục Thủy thì thào hào hứng không ngừng. Thiên âm chạm lên ngực. À, vậy Linh Nhạc đâu rồi? Nhớ tới người này, trong lòng nàng bất giác lại lo lắng. Lúc đó chắc y phải lo lắng và sợ hãi lắm. Y vốn luôn quan tâm lo lắng cho nàng mà. Nhìn quanh một lúc cũng không thấy bóng dáng của y.
Cái này... Vẻ mặt Lục Thủy có chút khó coi, liếc mắt nhìn Thiên Âm do dự, rồi mới chậm rãi nói. Nhị hoàng tử đã bị thiên đế nhốt vào băng mực rồi. Băng vực? Sao lại thế? Thiên Âm kinh ngạc. Lục Thủy nhăn mặt ấp úng giải thích. Nhị hoàng tử, ngày ấy đầu tiên là làm rối loạn thiên đình, sau đó lại đập phá Ti Dược phủ, cho nên thiên đế mới... Nhưng mà tôn chủ cứ yên tâm, thiên đế cũng chỉ tạm thời nhốt ngày ấy vài hôm thôi. Từ sao, họ cũng là phụ tử mà, đâu thể nói trừng phạt là trừng phạt luôn được. Không chừng vài ba ngày nữa sẽ nhạ thả nhị hoàng tử ra mà thôi. Thiên Âm lúc này mới thả lỏng, nhớ lại vẻ mặt hốt hoảng của y trước khi nàng hôn mê khiến lòng đau đớn. Nàng có thể tưởng tượng được lúc đó bất lực đến mức nào, chờ mắt nhìn nàng hồn phi phách tán. Chắc phải tuyệt vọng vô cùng mới có thể giận chó đánh mèo đổ lỗi cho Ti Dược, đến nỗi đập phá phủ đệ của ngài ấy. Tôn chủ cứ yên tâm, người cứ bồi dưỡng thân thể thật tốt, đợi tới khi người khỏe lại hoàn toàn có thể nhìn thấy nhị hoàng tử. À phải rồi, có phải tôn chủ ngài cũng nên tới thiên cung một chuyến hay không? Cũng nên tới cảm ơn thiên hậu nương nương, nếu không phải là nhờ nương nương dùng hướng sinh liên. Lục Thủy dường như lại nghĩ tới câu chuyện đau lòng nào đó, ánh mắt mờ mịt đi. Lúc đầu em còn lo lắng tôn chủ sau khi trở về chỉ có một thân một mình. Giờ thì đã tốt rồi, đã có thiền hậu nương nương che chở. Về sau sẽ không có ai dám bắt nạt người nữa. Sau này... Lục Thủy... Thanh Sơn đột nhiên lên tiếng ngắt lời, nhẹ giọng. Không phải là Ti Dược tình quân để lại thuốc, dặn là sau khi tôn chủ tỉnh lại là phải cho nàng uống ngay hay sao? À, đúng rồi. Đầu óc ta tệ quá, ta lấy ngay đây. Bây giờ Lục Thủy mới nhớ ra, vội hốt hoảng chạy ra ngoài. Trong phòng bình tĩnh, im lặng không ít, đợi đến khi không còn nghe được tiếng bước chân của Lục Thủy, lúc này Thiên Âm mới nhìn về phía bên cạnh nói. Thanh Sơn, Huỳnh có chuyện gì muốn nói với ta, phải không? Thanh Sơn trầm mặc một lúc, rồi do dự nói, vẫn là giọng điệu ôn hòa như thế. Tâm tư của Lục Thủy rất đơn giản. Nàng ấy cứ nghĩ ai cứu tôn chủ thì đó là người tốt. Cho nên những lời nàng ấy nói, tôn chủ cứ nghe để đấy là được rồi. Ta biết. Thiên Âm cười cười gật đầu, nàng làm sao lại không hiểu ý của Thanh Sơn? Dì đối xử với nàng cũng có vài phần chân tình, nhưng bà ấy thân là thiên giới đế hậu, chuyện gì cũng có giới hạn của nó. Bằng không, ánh mắt của nàng giờ này không thể tới bây giờ vẫn không nhìn thấy. Thanh Sơn như nhẹ nhàng thở ra, định xoay người đi ra ngoài. À, Thanh Sơn. Thiên Âm đột nhiên cất tiếng gọi, gấp gáp hỏi. Bạch Vũ ca ca, huynh ấy có vượt qua thiên kỵ không? Có. Huynh ấy phải chịu bao nhiêu đạo thiên lôi? 81. 81. Cuối cùng huynh ấy cũng đã phi thăng lên 9 trọng thiên rồi. Sắc mặt tái nhợt của Thiên Âm rốt cuộc cũng có chút vui mừng, an tâm nằm xuống, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Rất lâu trước đây, sư huynh đã từng tính mệnh cho Bạch Vũ ca ca. Người nói trong lòng vạn năm tới, huynh ấy sẽ có cơ hội duy nhất phi thăng lên thành thượng tiên. Quả nhiên đã thành sự thật. Thần tộc xưa nay luôn xem nhẹ duyên thần thế tục, vô ưu vô cầu. Mà Thiên Âm nàng chính là nỗi khúc mắc duy nhất của huynh ấy trong tam giới. Cho nên Bạch Vũ mới tới sống ở Tu Di Sơn. Xem ra bây giờ huynh ấy đã có thể buông khúc mắc đó. Trước lúc nàng nằm xuống ngất đi, trước mắt là cả một bầu trời mờ sáng, như điềm lành lúc huynh ấy phi thăng. Đáng tiếc nàng không thể tận mắt đưa tiễn huynh đi. Mình có thể sống được chắc hẳn là một phần cũng nhờ Bạch Vũ ca ca. Hướng sinh lên kia là long tộc chí bảo, trong thiên địa này chỉ có một gốc duy nhất. Cho dù là thiên hậu yêu cầu thì thiên đế chắc chắn cũng không đáp ứng, là bởi vì nàng có một ca ca đã phi thăng thành thượng thần. Cho dù có khó, có cơ hội gặp lại, nhưng quả thật, trong tam giới, không ai có thể sánh được với thần.
Hết chương 31. Nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Lương Tiên Khó Cầu, tác giả Nguyệt Lạc Tử San. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie, chương 32. Hướng Sinh Liên không hổ là long tộc chí bảo, chưa đầy nửa tháng Thiên Âm đã phục hồi sức khỏe. Trong thời gian đó, Tỳ Dực thường xuyên tới thăm khám cho nàng, cũng không biết lần trước linh nhạc đập phá đủ để của ngài ấy như thế nào mà mỗi lần gặp mặt ngài ấy luôn bày ra bộ dạng ai oán. Thế nhưng khi xem mạch cho nàng lại hết sức cẩn thận, một chút cũng không dám qua loa. Linh nhạc làm loạn thiên kỵ, khiến cho Phượng Minh tiền tử bị thương, nên bị thiên đế nhốt ở băng vực đã gần một tháng. Nghe Lục Thủy nói, cho dù bị phạt, y cũng không an phận sám hối, nhiều lần muốn xông ra ngoài. Vốn kế thừa thuật kết giới của Bạch Vũ ca ca cho, nên hầu như kết giới ở băng vực đều không ngăn được y. Cuối cùng, thiên đế phải tự mình trói lại, nhốt vào bên trong. Lúc đầu, y còn trăm phương ngàn kế nghĩ cách chạy xa. Không hiểu sao thời gian sau lại ngoan ngoãn im lặng chờ đợi, không phá phách nữa. Hôm nay là ngày y được thả tự do. Thiên Âm lúc đầu cứ dò dự mãi, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được chạy tới băng cực vực xem. Băng vực cách Thanh Vân cũng không quá xa. Nàng cùng với Thanh Vân Sơn, Lục Thủy bay không tới một khắc đã tới. Đợi nửa canh giờ, cảnh sắc trước mắt mới bắt đầu thay đổi. Thiên Âm biết đây chính là dấu hiệu báo kết giới sắp được mở. Quả nhiên, từ phía xa xuất hiện một bóng dáng màu lam từng bước đi ra, bộ dáng mệt nhọc, thân hình như tiểu tụy đi, bước từng bước chậm. Vẫn là bộ quần áo y mặc hôm nàng ngất đi, trước ngực còn mấy vệt đỏ sậm màu máu. Nàng biết chắc ngày đó y cuống lắm, cho nên đừng nói tới thay đổi trang phục, mà ngay cả việc niệm thần chú thanh định cơ bản y cũng không kịp làm. Nước mắt tự nhiên lăn dài trên má, nàng vội lấy tay lau đi, nhưng càng lau, nước mắt lại càng không ngừng trào ra. Bóng người phía xa như cảm nhận được, tầm mắt lờ đãng nhìn về phía nàng, bước chân đột nhiên dừng lại. Như thể quá đỗi kinh ngạc, mắt y trợn to, khóe miệng khẽ cong lên. Nháy mắt một cái, thần ảnh vừa mới cách nàng cả trăm bước chân đã xuất hiện ngay trước mặt. Đại sư tỷ! Còn chưa dứt câu, Thiên Âm đã bất ngờ bị hạ làn khí lạnh còn sót lại của băng tuyết bao lấy. Linh nhạc ôm chặt đến mức nàng không động đậy nổi. Như muốn xác nhận điều gì, y vùi đầu cọ cọ không ngừng. Tỷ! Tỷ còn sống! Tỷ quả thật là còn sống! Bọn họ không gạt ta! Đại sư tỷ! Đại sư tỷ! Mỗi một tiếng đều chất chứa bao nhiêu nghẹn ngào nức nở. Nàng bị gọi tha thiết như thế, trong lòng lại trào lên niềm chua xót. Nước mắt lại chảy xuống không ngừng. Đưa tay vỗ vỗ lưng y, nói: "Ừ, ta không sao, không có việc gì nữa rồi." Đại sư tỷ. Nghe được giọng nói nghẹn ngào của Thiên Âm, y vội vàng buông ra. Nhìn vào mắt nàng càng khiến y nhất thời luống cuống, ngay cả giọng nói cũng lắp bắp đi. Đại sư tỷ, sao lại khóc? Có phải tại ta ôm tỷ quá đau không? Ta xin lỗi. Nàng cố ý lắc lắc đầu, y lại càng khẩn trương. Tỷ, đừng có khóc. Tỷ khóc như thế, ta không biết phải làm như thế nào. Tay đưa lên vài lần rồi lại buông xuống. Y muốn lau nước mắt cho nàng, nhưng lại sợ làm nàng đau. Bộ dáng đó thực sự rất buồn cười. Nàng nhịn không được, lại bật cười một tiếng. Là ta quá vui mừng thôi. Không đành lòng nhìn thấy bộ dáng lo lắng của y, Linh Nhạc nhìn chằm chằm nàng, lại nhìn lần nữa, như xác nhận, lúc này mới khẽ nở nụ cười. Nụ cười rực rỡ sán lạn khiến cho đối phương không dám nhìn thẳng. Nàng giật mình chớp mắt cúi đầu nhìn xuống dưới chân. Lúc này mới phát hiện Linh Nhạc đã ôm lấy nàng từ khi nào. Y khẽ nâng nàng lên quay vòng vòng, vừa quay vừa cười vui vẻ hét lớn. Nàng đã trở lại với ta.
Thiên Âm biết rõ y làm như thế có chút quá mức, nhưng nàng cũng không nỡ làm y mất hứng. Bộ dáng hào hứng đó cũng khiến cho lòng nàng vui lây. Đã bao lâu rồi, không được thật tâm vui vẻ như vậy. Ngay cả bản thân nàng cũng không còn nhớ rõ. Quay vòng một hồi lâu, tới khi thoáng váng trợn choáng đầu óc, nàng mới lên tiếng ngăn lại hành động ngây thơ của Linh Nhạc. Cẩn thận nhìn y một lúc, chỉ mới một tháng ngắn ngủi mà y đã gầy đi trông không ít. Mắt thầm quầng, tóc tai rối bời. Nàng tự nhiên lại cảm thấy thật đau lòng. Không biết là vì cảm động, hay vì áy náy, hay là vì một cảm giác gì đó không rõ ràng. Vuốt ve từng sợi tóc của y, đột nhiên nàng lại muốn chỉn chu cho người đó. Linh Nhạc, ta giúp đệ chải tóc. Tay nàng đã bất giác với tới dây cột tóc của y, chải chải chuốt chuốt, mãi cho tới khi nhìn mái tóc thẳng mượt trên tay mình. Lúc đó nàng mới định thần, giật mình không hiểu mình mới vừa làm cái gì nữa. Hành động này chỉ phù hợp với vợ chồng thôi, không phải sao? Sư tỷ. Linh Nhạc cũng vô cùng sửng sốt, ánh mắt mở to kinh ngạc. Nàng vội vàng lùi bước ra phía sau, lúng túng nhìn thấy dây cột tóc của y vẫn còn trong tay. Giữ lại cũng không được, mà bỏ xuống cũng không xong. Mặt bỗng nhiên nóng ran, ửng hồng. Linh Nhạc cũng bị hành động của nàng làm cho lúng túng, nhất thời không biết nói gì. Ánh mắt vội vàng nhìn qua hướng khác, nhưng cuối cùng lại bất giác nhìn vào dây cột tóc trong tay nàng. Ý muốn lấy, lại nhưng thôi. Y cảm thấy Thiên Âm giúp y chải đầu thì cũng có gì sai đâu. Lục Thủy giả bộ hò, phá vỡ không khí trầm mặc lúc này. Nhị hoàng tử, ngài có trở về Thành Vân với tôn chủ không? Đương nhiên rồi. Linh Nhạc vội vàng trả lời, liếc nhìn người bên cạnh vẫn im lặng cúi đầu, lóng ngóng giải thích. Ta cũng là đệ tử của Thanh Vân, tất nhiên ta phải về đó rồi. Dường như muốn chứng minh lời nói của mình là hết sức bình thường, bèn nhanh chóng vẫy vẫy đám mây muốn đi. Nhưng bất chợt lại bị một tiếng nói lạnh lùng ngăn cản. Đệ muốn về đâu?